UFO xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh, vòng khói đen khổng lồ xuất hiện ở Thiểm Tây. Tối ngày 14 tháng 1, một đoạn video do cư dân Bắc Kinh đăng tải cho thấy có UFO xuất hiện trên bầu trời. Một số cư dân mạng mô tả chi tiết: thời tiết rất tốt, không có mây. Sau đó tôi nhìn thấy một vật thể phát sáng đang di chuyển qua. Ánh sáng không nhấp nháy nên chắc chắn đó không phải là máy bay. Và tôi có thể thấy vật thể phát sáng đó có 3 nguồn sáng, tạo thành một hình tam giác cân. Sau khi quay video xong, tôi thấy vật phát sáng cuối cùng lan ra như một làn sương mù và biến mất không dấu vết. Vậy đây là cái gì? Một người khác cho biết, tọa độ gần ga tàu điện ngầm Thông Châu Bắc Uyển ở Bắc Kinh. Lúc 18:13, một nhóm ánh sáng giống như sương mù bay từ Tây sang Đông. Đồng thời, ánh sáng ở phía Đông xuất hiện một vần sáng lớn, không có âm thanh, quần thể ánh sáng chậm rãi tan ra, hóa thành 3 quả cầu ánh sáng. Cùng ngày, tình huống lạ thường cũng xuất hiện trên bầu trời Thiểm Tây. Một video cho thấy vòng khói đen khổng lồ xuất hiện trên làng Hạnh Thụ Bình. Dân làng địa phương kêu lên khi quay video, đây là thứ gì vậy? Nhân viên chính quyền thị trấn cho biết, vòng khói đã tan ngay sau khi xuất hiện. Hiện tại không có báo cáo về tai nạn hay trường hợp khẩn cấp nào ở địa phương và cũng không rõ nguyên nhân hình thành vòng khói. Chu Tiến, một nhà nghiên cứu tại Cung Thiên Văn Bắc Kinh, tin rằng đây là hiện tượng gây ra bởi quá trình xử lý thụ động hóa của tên lửa do Công ty Công nghệ Thám hiểm Vũ trụ Mỹ phóng vệ tinh Starlink qua phía Bắc Trung Quốc. Xử lý thụ động hóa là gì? Chuyên gia Bành Chi Hạo cho biết, để giảm thiểu rác thải vũ trụ, nhiên liệu dư thừa sẽ được thải vào không trung sau khi sứ mệnh tên lửa hoàn thành. Nhiên liệu dư thừa có thể tạo ra vụ nổ và mảnh vụn không gian. Nếu tên lửa không bay cao khi giải phóng nhiên liệu dư thừa, nó có thể được nhìn thấy từ mặt đất. Theo trang web chính thức của SpaceX, Công ty Công nghệ Thám hiểm Không gian Mỹ đã thực hiện hai sứ mệnh phóng Starlink vào ngày 14 tháng 1. Lần lượt vào lúc 0:59, Falcon 9 đã phóng 22 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo trái đất tầm thấp từ California. Vào lúc 8:52 tối, Falcon 9 tiếp tục phóng 23 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo trái đất tầm thấp từ Florida.